sư cô tiết lộ bí mật của phi nhung khiến khán giả ngỡ ngàng những ngày qua tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận mới đây sau khi có thông tin chính xác ca sĩ phi nhung vẫn còn sống thì đại diện máy ấm vòng tay dưỡng tử đã tiết lộ về quá khứ khó tin của phi nhung theo đó sư cô đã có những chia sẻ chính thức với báo chí trước tiên chúng tôi gửi lời xin lỗi khi không có nhiều thông tin cung cấp cho anh chị trong suốt quá trình chị phi nhung nhập viện tại mỹ thật ra cả ekip cũng không chuẩn bị tâm lý chị nhung sẽ bị nặng như vậy đến giờ tình trạng sức khỏe của chị nhung chỉ được đưa ra là điều trị tích cực tuy có những lúc lạc quan cũng có cả những lúc bi quan nhưng mình có thể khẳng định chị nhung đã rất kiên cường chiến đấu ngoài ra sư cô cho biết thêm phi nhung từng tâm sự cô là kết quả của một mối tình lầm lỡ ông ngoại bắt mẹ cô phá thai nên bà trốn vào chùa sinh con quyết giữ lại giọt máu của mình một tháng sau thì bà ngoại bế cháu về mẹ cô đi bán dưa gan để lấy tiền mua sữa nuôi con vì là con lai nên cô không được theo mẹ từ nhỏ do sợ bị chê cười nên mẹ cô giấu chuyện tần sinh con gửi cho nhà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng lên 8 tuổi mẹ phi nhung đón cô trở về ở cùng nhưng hai năm sau bà qua đời cô trở thành trẻ mồ côi phi nhung nói vẫn rất thần tượng mẹ và từ sau trong tâm can cô luôn thèm được gọi hai tiếng má ơi đó là lý do từ thở niên thiếu, Phi Nhung vẫn luôn ấp ủ xây được một ngôi nhà cho trẻ mồ côi, gọi mình là má và khi ra đường, các con có thể nói với chúng bạn là Tao có má, tao có anh chị em. Nhiều năm trở lại đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi và cơ nhở, bởi cô không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn đã nhận nuôi.